Ford Everest Raptor, siêu phẩm làng SUV phổ thông có thể được bật đèn xanh. Một tuần trước ngày Everest 2022 xuất hiện, Ford cho ra mắt Ranger Raptor thế hệ mới. Hai mốc thời gian quá đỗi gần nhau khiến không ít người nghi ngờ, liệu Ford Everest mẫu xe được không ít người gọi vui là Ranger SUV, có phiên bản Raptor hay không, và câu trả lời là có thể. Trao đổi với Moto1 khi Everest ra mắt, kỹ sư trưởng của khung gầm T6, Ian Foulston khẳng định hãng chưa có ý định làm Everest Raptor, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp ứng nếu nhu cầu của người dùng trên toàn cầu đủ lớn. Quả thực là việc Ford có làm Everest Raptor hay không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả tài chính mà dự án này tạo ra, bởi họ đã có thừa những mảnh ghép cần thiết cho phiên bản này, từ động cơ V6 3.0 lít EcoBoost 392 mã lực, 583 Nm moment xoắn của Ranger Raptor 2022, khung gầm hay nội thất cũng sẵn sàng lấy từ nguồn trên mà không gặp quá nhiều cản trở. Dù vậy, điểm khó của Ford Everest Raptor là độ phủ chắc chắn không lớn, chưa kể việc mở rộng địa bàn hoạt động là không có xét tới việc xe khó có đất diễn tại châu Âu hay Bắc Mỹ. Như ta đã biết, Ranger Raptor 2022 tại lục địa già có thông số thấp hơn hẳn các khu vực khác, với công suất chỉ 288 mã lực, moment xoắn 491 Nm, dù sử dụng chung động cơ V6 vì phải hạ thấp khả năng vận hành để giảm khí thải CO2. Với khách hàng những khu vực trên, họ có thừa những lựa chọn thay thế mạnh mẽ hơn trong cùng tầm giá, với thông số không dừng lại ở những con số trên, và sân chơi gói gọn ở châu Á Thái Bình Dương, có lẽ là không đủ thuyết phục Blue Oval bật đèn xanh dự án Everest Raptor, trừ phi có kỳ tích xảy ra.